Hi, chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ không review xe mà đang có một thông tin rất nóng hổi dành cho các bạn tài mà đã mua xe Hyundai Grand i10 từ ngày mùng 7 tháng 6 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018. Thì theo thông tin mình vừa mới nhận được thì Hyundai thành công đã chính thức công bố đợt triệu hồi liên quan tới 11.540 chiếc xe Grand i10 lắp ráp trong nước để thay thế bu lông bắt bu ly đầu trục khuỷu để đảm bảo an toàn chất lượng. Thì cái mẫu i10 này đã được phát hiện là bu lông bắt bu ly đầu trục khuỷu này phát sinh lỗi gãy bu lông trên một số xe, thì tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn cho người dùng. Thì phía Hyundai thành công cho biết là hãng đang thực hiện cái đợt triệu hồi để đảm bảo yên tâm cho khách hàng. Thì số xe cần được triệu hồi để thay thế bắt bu lông trục khuỷu này là mẫu i10 có 6 phiên bản, là 3 bản sedan và 3 bản hatchback, được sản xuất thời gian từ ngày 7 tháng 6 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018. Thì đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian kiểm tra thay thế thì sẽ mất khoảng 1 giờ và hoàn toàn miễn phí tại tất cả các đại lý ủy quyền của Hyundai thành công. Thì mình thông tin tới các bác để bác nào đang có cái i10 thì có thể là mang tới kiểm tra tại đại lý gần nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.